Tàu lặn Titan bị ép nát, 5 người trên khoang thiệt mạng. Thông tin mới nhất liên quan đến vụ tàu thám hiểm Titanic mất tích trên biển Đại Tây Dương trong cuộc họp báo tại thành phố Boston. Rạng sáng 23 tháng 6, chuẩn đô đốc lực lượng tuần duyên Mỹ John Mauger cho biết, phương tiện tự hành dưới nước đã phát hiện mảnh vỡ từ tàu lặn Titan cách mũi xác tàu Titanic khoảng 488 mét ở độ sâu gần 4.000 mét ở Bắc Đại Tây Dương. 5 mảnh vỡ chính của tàu lặn dài 6,7 mét, trong đó có bộ phận chóp đuôi và 2 phần của khoang kháng áp, đã được tìm thấy trong đám mảnh vỡ còn sót lại sau khi tàu bị ép nát. Điều này chứng minh con tàu đã trải qua một vụ nổ thảm khốc. Theo đánh giá này, toàn bộ 5 hành khách trong tàu lặn Titan được cho là đã tử vong ngay lập tức sau vụ nổ. Lực lượng cứu hộ sẽ tiếp tục tìm kiếm thi thể các nạn nhân và thu thập thông tin hỗ trợ điều tra. Trước đó, tàu lặn Titan chở 5 người gồm cả chuyên gia và doanh nhân mất tích ở Đại Tây Dương sáng 18 tháng 6 sau khi lặn gần 2 giờ đồng hồ. Titan là một con tàu nhỏ được thiết kế để chỉ chứa 5 người, không có ghế ngồi và hành khách chỉ có thể ngồi khoanh chân trên sàn. Theo kế hoạch, con tàu chỉ hoạt động trong ngày với 2 giờ lặn xuống, vài giờ khám phá tàu Titanic và 2 giờ để trở lại mặt nước, do tàu chỉ đủ dưỡng khí cho 5 người trong 96 giờ. Để tham gia chuyến thám hiểm xác tàu Titanic dưới đáy Đại Tây Dương, mỗi hành khách phải chi ra $250.000.